Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7, ngày 8 và 9 tháng 7. Một trong những điểm mới trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi là thí sinh thực hiện việc đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Nhờ có sự chuẩn bị hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời của ngành giáo dục, việc đăng ký của học sinh lớp 12 các trường trong tỉnh diễn ra suôn sẻ, không có sự cố bất ngờ và 100% thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi. Thay vì phải ghi chép, chuẩn bị một số giấy tờ để đăng ký như nhiều năm trước, việc đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của học sinh chỉ diễn ra chưa đầy 20 phút. Nhiều học sinh khối 12, trường trung học phổ thông chuyên Bạc Liêu cho biết, đăng ký dự thi trực tuyến qua hệ thống quản lý thi khá đơn giản, nhanh gọn và tiện lợi hơn so với hình thức đăng ký trực tiếp trước đây. Mặc dù vậy, trong quá trình đăng ký của một số em vẫn gặp những trục trặc, vướng mắc nhỏ và đã được giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ, xử lý kịp thời. Năm nay thì em đăng ký xét tuyển vào khối B ngành răng hàm mặt của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì với năng lực của em thì em nghĩ là em có thể đạt được số điểm như mong muốn. Thì việc đăng ký online thì năm nay có nhiều tiện ích hơn, nhanh gọn và phương án của bộ là có thể chỉnh sửa được, chọn được nguyện vọng sau khi mình biết được điểm thi của mình. Thì đó cũng là một lợi thế cho học sinh để có thể chọn vào trường đại học mà mình mong muốn với số điểm của mình. Đối với năm nay thì việc đăng ký online rất là có ích cho học sinh. Ví dụ như những năm trước thì chúng ta sẽ rất là khó khăn khi mà chỉnh sửa thông tin nếu như mà ghi sai. Còn năm nay thì việc chỉnh sửa trở nên dễ dàng hơn, thao tác cũng nhanh gọn hơn rất là nhiều. Vấn đề khó khăn nhất chính là việc xác định khu vực ưu tiên cũng như là những đối tượng ưu tiên. Nhưng cũng rất may là bên nhà trường đã giúp chúng em về phần đó, đã đưa ra những danh sách khu vực và đối tượng ưu tiên để cho chúng em theo dõi và cập nhật đúng. Các em thường thường gặp những khó khăn như là thứ nhất là về vấn đề tài khoản. Thì mấy em thường thường nhà trường sẽ cấp tài khoản. Tên đăng nhập chính là số chứng minh nhân dân và cái mật khẩu là hệ thống quản lý thi của bộ sẽ tự động sinh ra. Như thì khi cấp xuống các em thì các em sẽ tự đổi mật khẩu mới của mấy em. Nhưng mà trong quá trình mấy em thao tác thì mấy em hay quên đó, mấy em khi thao tác xong thường là lưu chương trình việc. Rồi hoặc là mấy em qua máy khác thì mấy em không nhớ mật khẩu thì mấy em sẽ liên hệ bên nhà trường sẽ cung cấp reset mật khẩu cung cấp lại. Cái con thứ hai là mấy em thường thường là phân dân ở chỗ vấn đề là đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên. Thì nhà trường đã có hướng dẫn trực tiếp tại các lớp. Và nếu những em nào mà không rõ thì mấy em có thể lên văn phòng gặp người hướng dẫn để giải thích thêm. Để việc đăng ký dự thi trực tuyến của học sinh được thuận lợi, chính xác, kịp thời, Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo phòng chuyên môn, ban giám hiệu các trường trung học phổ thông chuẩn bị tốt các điều kiện và hướng dẫn hỗ trợ tất cả học sinh khối lớp 12 trong suốt thời gian đăng ký. Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đã tiến hành cái việc tập huấn phần mềm đăng ký dự thi cho tất cả các nhà trường. Thì chúng tôi nhấn mạnh cái yêu cầu đó là lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và các em học sinh lớp 12 phải hết sức chú ý đó là nghiên cứu kỹ cái phần mềm này. Để trên cơ sở đó chúng ta tiến hành cái việc đăng ký dự thi một cách chuẩn xác, đồng thời đó là đáp ứng được cái yêu cầu về việc cung cấp thông tin, cung cấp dữ liệu cho cái việc tổ chức kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỉnh Bạc Liêu có hơn 6.440 thí sinh đăng ký dự thi. Tỷ lệ học sinh khối lớp 12 đăng ký dự thi trực tuyến đạt 100%, riêng các thí sinh tự do thì đăng ký trực tiếp. Trong đó có 373 thí sinh chỉ đăng ký thi để xét tốt nghiệp, chiếm khoảng 5,8%. Thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa sử dụng kết quả để tuyển sinh có hơn 5.670 thí sinh, chiếm trên 88%, và có 396 thí sinh đăng ký dự thi để tuyển sinh. Dù là năm đầu tiên áp dụng hình thức đăng ký dự thi trực tuyến, nhưng đã cho thấy nhiều sự tiện lợi cho học sinh. Và đây thực sự là một bước tiến trong cải cách tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông.